Mọi người phải siêng năng tập luyện võ công, có vậy mới đánh đuổi được yêu ma quỷ quái, bảo vệ bình yên cho đất trời. 1, 2, 3. Đúng lắm, tiếp tục. Thuở mới khai thiên lập địa, ở ngọn núi Thiên Dân cao tận mây xanh, có những người mang cốt cách nhà trời vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ dời non lấp biển, trau dồi võ nghệ để bảo vệ bình yên cho cả thiên đình và hạ giới. Ước gì mình có võ nghệ cao cường như Mạnh Cường Đại Dương ha. 1, 2, 3. Hai cậu làm gì kỳ vậy? Thì thấy cậu mơ mộng quá, bọn tôi làm cậu tỉnh mộng thôi. Mấy cậu nhìn trên trời kìa. Ước gì một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành thiên tướng nhà trời. Nghe nói mấy trăm năm nay ở núi Thiên Dân này chẳng có ai được phong tướng nhà trời hết á. Còn cậu hả? Ngoài hai cái tay to lớn ra thì có bản lĩnh gì đòi phong chức tướng lĩnh nhà trời? Nhưng tôi sẽ tập võ công thật giỏi. Nếu quyết tâm thì chắc chắn Ngọc Hoàng và Dương Mẫu sẽ nhìn nhận đúng công sức của các con. Chúng con chào Mạnh Cường Đại Dương. Tốt lắm, vài năm nữa các con sẽ được học võ nghệ. Ta mong các con sẽ chăm chỉ rèn luyện và bảo vệ ngọn núi Thiên Dân này. Dạ, chúng con hiểu rồi. Được, vậy các con ra bãi cỏ kia chơi, chỗ này để mọi người luyện tập.